Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy theo dõi chuyến bay Phú Quốc đi Hồ Chí Minh của mình nha. Trong những ngày đầu của chuyến đi Phú Quốc, khá may mắn đối với mình vì biển và trời tương đối đẹp. Ngày về thì trời âm u và bắt đầu có bão. Trên đường dẫn vào sân bay Phú Quốc, các bạn có thể thấy được đường băng nếu chịu khó quan sát. Rất tiếc thì mình không quay được đoạn này. Rất là nhiều đồ điện tử khác quên. Thoại. Thôi đừng, hay lạ. Một bát. Mấy cái máy quay phim đây này để làm tốt đây này con này. Nhìn đi công này. Sung Canon HTC. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là một sân bay mới được xây dựng xong giai đoạn 1 vào cuối tháng 11 năm 2012 và bắt đầu phục vụ các chuyến bay từ ngày 2 tháng 12 năm 2012. Khi đưa vào khai thác, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã thay thế hoàn toàn sân bay cũ vốn nằm cách vị trí xây dựng mới 10 km. Lần này thì mình bay trên chiếc Airbus A320 với hãng hàng không Pacific Airlines. Khi máy bay cất cánh được một lúc thì mình dùng ứng dụng Mapmy ghi lại hành trình của chuyến bay như các bạn có thể thấy. Vì ở thành phố Hồ Chí Minh lúc này đang có bão lớn nên máy bay vòng ra Cần Giờ và Đồng Nai chờ bão tan rồi mới hạ cánh. Theo như mình dự đoán thì phía xa kia đó chính là đất liền của Campuchia.
là một nơi nào đó ở đồng bằng sông Cửu Long đấy các bạn.